các bạn đến với bản tin thời sự đáng chú ý trong cả nước. Hôm nay ngày 14 tháng 2, theo các nhà dự báo thời tiết, dự kiến sắp tới có một cơn bão càn quét và sạch túi tiền của các thanh niên Việt Nam, đặc biệt là trai mới lớn xin tiền mẹ để mua quà tặng Valentine cho bạn gái. Durex thì trở nên khan hiếm, giá phòng trọ thì tăng đột biến, gây ra vấn đề hết sức nhức nhối, mất an ninh trật tự trên địa bàn cả nước. Và đến với trường quay ngày hôm nay, chúng tôi có mời giáo sư tiến sĩ tâm sinh lý Cù Hiền để giải đáp những thắc mắc ngày lễ tình nhân ngày hôm nay. Vâng, xin chào mừng giáo sư đã đến với trường quay. Vâng, chào anh Tiết của anh. Vâng, chào khán giả trường quay và các khán giả đang xem chương trình truyền hình. Nhân tiện đây cho tôi hỏi, không biết là anh có bạn gái chưa nhỉ? Chắc là anh chưa có nên anh mới ngồi để hình thuyền đúng không? Thì tôi có nhưng mà tôi mới chia tay giáo sư ạ. Sao kỳ thế? Là do anh mà áo đỏ hay sao? Thì do cô ấy đòi tôi mua chiếc xe Vespa. Vespa. Về vấn đề đó thì cực kỳ thuyết phục. Xin giáo sư hãy tôn trọng hàm răng của mình. Cực kỳ thuyết phục. Thưa giáo sư, vào ngày Valentine tôi thấy thường diễn ra các hoạt động mà sơ múi. Vậy thì giáo sư thấy vấn đề này hiện nay đang như thế nào? Đúng hay là sai? Ủa, ý anh nói là vấn đề chính đó hả? Nhìn mặt giáo sư có vẻ hơi mù. Sao giáo sư lại vẫn đách hiểu? Thì theo tôi thì vấn đề là không thể chấp nhận được. Nó đi ngược với cái thuần phong mỹ tục của người Việt Nam chúng ta. Cái thời mà tôi còn sống ấy, nắm tay thôi ấy là đã sợ có bầu rồi. Muốn chi là bây giờ đứa trẻ trong tháng như thế, đã là người con gái thì là phải giữ kín cổ, thuần phong là phải quần áo phải kín đáo, không được hở hang, không ôm hôn cái gì hết đấy. Đấy, đấy là thời là không phải vậy. Nếu mà thời nay thì cứ như vậy thì hỏng hết cả một thế hệ, không thể chấp nhận được, không thể. Với cương vị là một giáo sứ, một tiến sĩ, là người sáng lập ra chữ bản chữ cái Apple cờ, tôi kịch liệt phản đối vấn đề trên. Giáo sư bình tĩnh, nóng này là yêu chạy. Về vấn đề trên thì đối với đường lối suy nghĩ truyền thống của ông cha ta, nhưng với giới trẻ, những con người hiện đại với những đường lối sống thoáng ngày nay thế nào, ta hãy cùng theo dõi phóng viên tác nghiệp tại hiện trường để xem giới trẻ nghĩ gì về vấn đề quan hệ trước hôn nhân hiện nay. Mình có làm kênh YouTube ấy, mình có đang phỏng vấn về giới trẻ. Thì không biết hai mẹ năm nay nhiêu tuổi rồi ta? 41. Được chưa? 41. Gì vậy? Hả? Mẹ hả? Tuổi Gì vậy? Chứ trời, gì chơi? Em 17. Tuổi chứ. 17 à? 14 hết hồn luôn. Mày chưa được 18 tuổi rồi, mẹ bao nhiêu tuổi? Năm nay 14 cái xuân. 14 cái xuân à? Một lái chị. 14 cái xuân. Em muốn lái chị, em muốn lái chị. 17 tuổi chứ. Vừa mới gặp lần đầu tiên em đã muốn lái chị. Yêu luôn. 14 cái xuân à? Yes. Mình 14 tuổi thôi. Đúng rồi. Chết rồi, bây giờ là vấn đề là mình là hỏi về vấn đề 18 cộng vậy, chờ được không? 18 cộng cái này em không tham khảo nhiều nhưng mà em chắc là đủ kiến thức. Đủ kiến thức luôn. Tính phải đủ kiến thức nha. Nhất định là phải đủ kiến thức. Ok. Vậy thì cho mình được biết là vấn đề mà giới trẻ ta hiện nay là quan hệ trước hôn nhân thì các bạn thấy là điều đó là đúng hay sai? Quan hệ trước hôn nhân đúng không chú? Cái này đúng không chị? Đây à, em bảo là đúng hay sai gì, kiểu bây giờ xã hội người ta cũng không thoáng rồi, tại vì nếu mà sống thử trước hôn nhân á thì ví dụ như là mình sống thử với nhau mình thấy hợp á thì mình ở, đúng rồi đi. Nhiều khi mình cưới là ly dị kia, nhiều khi sống mà kiểu sau hôn nhân mình mới sống chung nó cũng có cái hay, là giống như là truyền thống của mình á, mình giữ được. Nhưng mà ví dụ có những cái xích mích vừa mới cưới nhau là bắt đầu nó bọc ra, còn trước khi cưới là bắt đầu nó tém lại là không có thể. Câu trả lời một người trưởng thành. Qua hai. Vậy thì vậy nè, bây giờ mình nên suy nghĩ thoáng đi, nên sống thôi. Còn hơn nè, bây giờ là mình cưới xong rồi mình nghi dị bên hai. Hợp lý. Vậy thì ở mức độ này, hôn này, ôm này, tay này, rồi mình ấy này thì bé đang ở mức nào rồi? Ấy à? Sống thử trước hôn nhân thôi đúng không? Trước hôn nhân thì là nên là bắt tay thôi, còn ấy là ông cha ta có câu không nên ăn cơm trước kiện. Ăn cơm trước kiện là những con người loại gì, gọi là tồi bại nè, xấu xa tồi tệ nè, không nên tồn tại trong xã hội đó. Chúng ta là phải gọi là giữ mình, là ai biết được sau này giống như này là giống như là bộc lộ bản chất xấu không, là sau này mình còn giữ người được cho người khác nữa. Đó là bạn nói nha, nhưng mà đối với mình á là đời có bao lâu
mà hận hờ. Đúng rồi, đúng rồi, chị ạ. Đúng rồi, đúng rồi, tôi chị. Nếu mà thật sự người đó mà thương mình thì có thì cái chuyện đó không có làm cái gì đó, nó chỉ là một cái phần gia vị thêm cho tình yêu thôi. Nhưng mà phải nhớ là đủ kiến thức nha. Phải đủ kiến thức cái thứ kiểu là mới làm nha, không là chết. Không là không ổn. Như chị cũng mệt lắm nè, nạm em thôi chứ không ấm con đâu nha. Thôi cũng như theo một số thanh niên thì nghĩ bảo là khi trước khi cưới nên thử máy trước xem, nhớ cũng may nó vô sinh thì kia đúng không? À. Cũng nên phải thử máy xíu đúng không? Đúng rồi, mà mấy tháng xíu. Rồi rồi, có mẹ đây đây mức nào rồi, ôm hôn nắm tay rồi, ấy ấy mẹ là mức nào rồi? Chưa mức nào hay là? Mẹ còn lập thân. Mẹ lập thân à, mẹ lập thân à. Mẹ sẵn sàng lắm mẹ mày. Facebook, Facebook là gì? Facebook là gì? Facebook là gì? Cao Mỹ Thư. Fan Quý Thương. Fan Nguyễn Thương. Fan Quý Thương. Fan Dũng Quý Thương. À, fan Quý Thương. À. Vậy là sau đêm mai chắc sẽ nhiều anh chàng đi bỏ em đó. Được rồi. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn nhiều. Vâng, thì mỗi người mỗi ý kiến. Nhưng theo khảo sát trên thực tế thì vấn đề quan hệ trước hôn nhân bây giờ rất là phổ biến. Xã hội hiện nay đang hướng đến những điều tốt đẹp, những điều mang lại hạnh phúc, tự do con người. Thanh xuân đứa trẻ được bao lâu? Cuộc sống nên có những trải nghiệm và những bài học quý giá. Thế mới là thanh xuân. Tùy vào góc nhìn của mỗi con người mà chọn cho mình những lối đi riêng. Không nên nhìn vào hành vi quan hệ trước hôn nhân là xấu và lấy nó là đánh giá cả một con người. Nhưng khi chúng ta thực hiện điều gì đó, chúng ta cần trang bị thật kỹ kiến thức, chuẩn bị những biện pháp phòng tránh thiết thực, tránh xảy ra những sản phẩm không mong muốn. Vậy nên mới có câu là yêu nhau là do duyên số, cưới nhau là do sự cố xảy ra. Thế còn giáo sư? Giáo sư đã sơ mối gì chưa? Rồi. Thế giáo sư đã lấy vợ chưa? Chưa. Vậy nên ông cha ta thường có câu, mấy thằng nói đạo lý thường sống như cứt. Vâng, xin cảm ơn giáo sư đã đến với trường quay ngày hôm nay. À, không có gì đâu. Thì tôi là một người khá là bận rộn. Thì tôi thường hay ở nhà thì suy nghĩ ngày đêm, suy nghĩ phát minh ra cái bảng chữ cái Apple cờ. Nói chung là cái việc mà tôi dành thời gian với mọi người đây này, một điều mà tôi yêu quý mọi người thôi. Mà tôi cảm giác là anh Tí Khuẩn đây có vẻ là khá là sâu sắc trong vấn đề cà khỉ. Còn giáo sư chỉ được cái ăn tục nói phét. Vâng, thưa quý vị khán giả, vừa rồi là bản tin thời sự đáng chú ý. Hy vọng quý khán giả đón xem dõi những tin tức mới nhất từ kênh YouTube Trần Đăng Khoa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. À, vất vả quá. Quá trời. Nóng quá trời. Rồi. Ê, tao đang nghĩ mai mình lên Sài Gòn xem quán Tuấn Khỉ đi. Rảnh quá cho nội, nhà từ Cà Mau lên đấy thì nhà bao việc con làm đi, đi xem gì, nhà bao việc, rảnh quá. Ê, nhưng mà tao thấy vui mà, ê!